Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Đây là cái khu vườn sống đời và hoa thu hải đường của mình nè. Đó. Hiện tại thì cây của mình phát triển tương đối tốt, xanh, đẹp. Hôm nay mình làm video để giới thiệu cho mọi người một cái loại thuốc mà mình sử dụng ha, cho cây vào chiều hôm qua. Đó là một cái loại thuốc để tưới lên cây, giúp cải tạo cái đất trồng cũng như phát triển cái bộ rễ đọt cho cây. Kế đến đó sẽ là một cái loại thuốc để diệt nấm cho cây nữa ha. Mình sẽ tổng hợp hai cái thuốc đó vào trong một video và giới thiệu cho mọi người. Thì đây là cái khu sống đời Thái và sống đời Đà Lạt của mình. Đó. Sống đời Thái và sống đời Đà Lạt thì hiện tại phát triển cũng tương đối tốt, cây xanh đẹp và bắt đầu phát ra rồi nè. Mình thay chậu vào đầu tháng 7 và này cây bắt đầu phát rồi. Rất chỉ là đẹp luôn phải không mọi người? Thực ra thì mình rất ít khi quay video vào cái khúc đầu này, tại vì cái khúc đầu này nó tương đối lộn xộn và một số cây nó cũng không được đẹp lắm. Hôm bữa thì có một anh hỏi mình sao không quay cái đoạn mà nó xấu xấu một chút ha. Thì hôm nay mình quay từ cái đầu này quay lại. Còn đây thì hoa thu hải đường ha. Hoa thu hải đường thì của mình phát triển nó cũng tương đối tốt. Đây. Đây, cây cũng bắt đầu phát lên rồi nè mọi người. Những cây này là mình bấm đọt hết rồi nha. Đó. Ở bên kia thì có những cây nó bự hơn ha. Có một số cây thì mình vô chậu 5, chậu 3. Đó, cây bắt đầu phát hết rồi. Thì để chăm sóc cái khu vườn này thì mình chăm sóc nó giống nhau ha. Tức là sống đời Thái này, sống đời Đà Lạt này, hoa thu hải đường thì mình chăm sóc nó giống nhau hết trơn. Đó. Còn bên này là sống đời thường của mình, những cái chậu C8, chậu nhỏ xíu ha. Thì cây nó cũng bắt đầu xanh và phát lên này nè mọi người. Đó. Đây. Ở vườn mình thì cũng có một số cây nó bị chết này, tầm hơn chục cây mình đã gom lại đây rồi ha. Đó. Đây là những cây xấu. Đó. Còn phía dưới này thì những cây nó phát triển tốt hơn, tại vì mình ra giỏ nó cũng trước hơn và chăm sóc nó cũng trước hơn cho nên cây nó đẹp hơn, mướt hơn ha. Đấy, những cái chậu này là một số cây nó bị chết đó, mình đã nhổ nó ra rồi và chưa có dọn lại. Đó, mình quay sương sương để cho mọi người xem ha. Để có được một cái khu vườn như thế này thì mình cũng phải tưới xịt thường xuyên đó mọi người. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà thời tiết nó hay mưa như thế này ha. Thì ngoài xịt dưỡng rễ nè, trừ sâu, trừ bệnh cho cây thì mình còn kèm thêm đó nữa là diệt trừ nấm cho cây nữa ha, ngừa nấm. Tại vì cái phần giá thể của mình này mọi người, qua một cái giai đoạn nó phát triển á, thì nó cũng vi khuẩn, nấm nó cũng bắt đầu sinh sôi và nó ở dưới này rất nhiều ha. Đặc biệt là thời tiết mưa nữa, cho nên mình cần phải phun thuốc xịt nấm cho cây định kỳ để cho cây nó được sạch bệnh và khỏe mạnh. Đó, bên này là những cái chậu mà mình dô trước ha, bấm đọt trước. Cây này nó cũng rất là đẹp, xanh mướt rồi, bự lên rồi ha. Đó, quay cho mọi người xem một vòng. Rồi bây giờ mình quay lại với cái phần mà phân thuốc mình sử dụng ha. Thì chiều hôm qua thì mình vừa mới tưới cho cây một cái cự gồm có hai cái chai humic. Đây, đây là cái chai humic này. Đấy, hai. Cái này là phân hữu cơ sinh học nha mọi người. Ở đây thì người ta gọi là ghi cái công dụng ở đây hết rồi ha. Cải tạo đất. Đó. Giúp cho trái lớn, hiệu quả cao, đất khỏe, nuôi cây bền. Đó. Thì đây thì chắc cũng là người ta chuyên sử dụng cho cây ăn trái nhỉ. Nhưng mà mình thì dùng trên cây sống đời vẫn thấy ok nha. Đó, mình sử dụng hai cái hũ này, humic phân hữu cơ sinh học ha, kết hợp với một cái cây này. Cái này là phân bón rễ này, oan ha. Cái này thì là cùng cải tạo đất, tăng khả năng hút chất dinh dưỡng trong đất cho cây trồng ha. Hai cái này mình pha vào một cái thùng bê 20 lít, quẩy đều lên. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái ca và múc một cái ca trong cái thùng mà mình vừa mới pha đó, chia cho một cái thùng bê 20 lít nước tiếp và tưới cho cây ha. Tưới cho cây thì ở đây một ca như vậy mình tưới cho hai cây.
Ở đây á, thì người ta có ghi sẵn này mọi người, có thể tưới hoặc phun đó, nhưng mà mình thấy tưới thì có hiệu quả nó cao hơn, cho nên là mình tưới cho cây đó. Cái này tưới á, giá nó thì cũng hơi cao một chút và tưới nó cũng hơi cực, tại vì tưới rất mệt mà. Của mình ở đây là hơn 3.000 chậu rồi, nhưng mà mình thấy nó hiệu quả tốt, cho nên mình cũng chịu khó và mình đã hoàn thành vào ngày hôm qua rồi đó. Còn chiều nay á, thì mình sẽ tưới cho cây xịt chứ. Cái này là xịt thuốc. Mình xịt cho cây một cây cự. Đó là diệt nấm, sạch bệnh, để giúp cho cây nó khỏe mạnh ha. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái gói này. Đấy. Kết hợp với một gói này nữa ha. Đó, hai cái loại này thì cũng là diệt nấm bệnh cho cây này, hiệu quả cao. Thì mọi người không có những cái loại này thuốc như mình đây thì có thể sử dụng những cái loại thuốc khác. Tại vì ở chỗ mình thì là làng hoa kiểng cây giống ha, cho nên là phân thuốc thì mình mua tương đối dễ và nó có nhiều loại. Mình sử dụng thì mình cũng thường xuyên thay đổi các loại chứ không phải là sử dụng thường một loại. Đó. Nhưng mà quan trọng là cái công dụng cũng như là cái thành phần của nó thì cũng tương đương như nhau. Đó. Thấy nhiều người cũng chia sẻ với mình đó là ở chỗ mọi người không có bán những cái loại thuốc như mình đưa lên. Thì thực ra mình làm video thì mình giới thiệu về cây cối là chủ yếu. Chứ không có bán về các loại phân thuốc ha. Đó. Phân thuốc thì mọi người phải tìm nguồn và mua thôi. Nếu như không có những loại như mình thì có thể mua những cái loại khác thay thế. Và xịt nấm cho cây là rất là quan trọng đó mọi người. Tại vì trong cái mình thường ha, quá trình mà chăm sóc cái hoa kiểng á, mình thường quan tâm tới lá, tới cây, tới bộ rễ mà ít ai quan tâm tới cái giá thể của cây trồng. Trong khi cái phần giá thể này là nơi mà cây nó hút chất dinh dưỡng lên để nuôi cây ha. Trong một cái quá trình mà phát triển ở ngoài cái môi trường như thế này này thì cây nó sẽ sản xuất cái giá thể này ha, nó sẽ tự động nó sẽ sinh sôi ra các cái loại nấm vi khuẩn. Nếu như mình mà không chú ý mà không xịt lên cho cây á, thì nhiều khi cái cây của mình nó sẽ bị nấm, và bị nấm thì thường rất là khó chữa, tại vì nó sẽ bị từ dưới gốc bị lên ha. Và thường nó sẽ rụi đi rất là nhanh. Đó. Thì ngoài các cái cử thuốc ngừa bệnh cho cây thì mình vẫn xen kẽ, đặc biệt là vào mùa mưa. Đó. Không chỉ đối với sông đời đâu, mà còn đối với các loại hoa kiểng khác. Đó. Hôm bữa thì cũng có một cái chị hỏi mình, mình xịt thuốc gì và mình tưới phân gì để giúp cho cây nó lên đọt được nhiều như thế này. Thì mình nói thật với mọi người đó là chăm sóc cây đó là một cái quá trình. Và phân thuốc thì nhà mình cũng xịt tưới cũng nói chung là khá thường xuyên và có rất nhiều loại. Trong kênh của mình thì mình cũng có chia sẻ rất nhiều rồi, mọi người có thể vào kênh của mình và tham khảo lại. Bên cạnh đó thì do nhà mình làm mai như thế này nè, đây cái vườn mai của mình đấy ha. Và xịt mai thì mình xịt thường và xịt bằng súng máy. Mỗi lần mà mình xịt cho mai thì mình cũng bắn qua cho cây sông đời này một ít, cho nên gần như là mình thấy cây sống đời của mình nó lên đọt cũng nhiều hơn. Tại vì có một số người á thắc mắc ha, cũng bấm đọt nhưng mà không thấy nó lên nhiều, thì do nhà mình phân thuốc nhiều đó mọi người. Đó, và phân thuốc nhiều thì trong kênh của mình có chia sẻ rồi, mọi người có thể vào tham khảo. Và nó là một quá trình chứ không phải là mình xịt thuốc liền một cái là bữa sau là cây nó sẽ lên. Đó. Này, con ốc sên này rất là ghét luôn ha. Mỗi lần mà như thế này là cái điều kiện để cho nấm nó phát triển rất là nhanh luôn. Tại vì mỗi lần mà con ốc sên này nó ở trên này. Đấy. Cái cây này mình nói thiệt với mọi người là chắc vài bữa nữa nó sẽ bị hư. Mình sẽ để cái cây này đi riêng ra ngoài này. Và tầm vài ngày nữa ha, mình sẽ cập nhật cho mọi người xem thử cái cây này nó có bị thối không nha. Tại cái phần gốc của nó này. Con này thì mình sẽ tiêu diệt nó. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Mình sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật những cái phân thuốc cũng như cái công việc, cùng những cái giai đoạn phát triển của cây trồng, cây sống đời này, cây cúc mắm xôi và các loại hoa kiểng khác của nhà mình lên đây để cho mọi người cùng tham khảo. Đó. Hy vọng thì những cái video của mình có thể đến được với mọi người và giúp cái gì đó cho mọi người một chút xíu ha.
Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.